Chiều ngày 26 tháng 10, ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Tổng biên tập báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh đã gửi đơn tố giác bà Nguyễn Phương Hằng tại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương. Trong đơn, ông Hiển cho biết trong hơn 24 năm công tác trong lĩnh vực báo chí, ông luôn nỗ lực đóng góp cho sự hoàn thiện pháp luật, đấu tranh cho những số phận oan sai, phản ánh bức xúc của người dân. Tuy nhiên, suốt 4 tháng qua, những giá trị mà ông nỗ lực xây dựng đã bị xâm hại nghiêm trọng bởi những đoạn livestream của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông Hiển khẳng định những nội dung bà Hằng nói về ông hoàn toàn là bịa đặt vô khống. Theo ông Hiển, sự việc bắt đầu kể từ khi ông trả lời phỏng vấn với báo điện tử Đài Tiếng nói Việt Nam VOV về các phát ngôn thiếu chuẩn mực của bà Hằng trên các nền tảng mạng xã hội với chủ đề không thể cho mình quyền xúc phạm bất kỳ ai trên mạng. Nhưng bà Hằng đã cho rằng bài phỏng vấn trên của ông thể hiện sự công kích, gán ghép, quy buộc cho bà phải đi tù. Từ đó, bà Hằng sử dụng các ngôn từ nhục mạ, bịa đặt, vu khống, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của ông và vợ ông. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của ông và gia đình, kéo theo nhiều hệ lụy đặc biệt nghiêm trọng. Từ đó, ông Hiển đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Bình Dương khởi tố vụ án, khởi tố bị can nhằm điều tra hành vi phạm tội, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.